Oh, primero le da pico, sí. Después pico desaparece. Ông này ông ngạc nhiên cả cây hướng dương nhà mình. Cây hướng dương đợt trước Antonio đến nó còn bé tí. Xin chào mọi người, mình là Quyết Bonito, Quyết Quần Đùi đây. Còn kia là Quỳnh Châu Phi mọi người ạ. Hôm nay buổi chiều, hai vợ chồng đang ở nhà chăm vườn với chăm gà, chăm chó. Thì tự nhiên là nghĩ ra quay video cho mọi người xem. Đấy, mọi người trong khu vườn nhỏ, khu trang trại nhỏ ở quanh nhà của Quyết Quần Đùi với lại Quỳnh Châu Phi. Thì Quỳnh vừa đi xuống nhà bếp để xin một ít cơm thừa ở dưới nhà bếp đấy mọi người, nên cho chó với lại cho gà ăn đấy mọi người nhá. Ở đây nhà mình nuôi gà với lại nuôi chó thì chủ yếu là xin cơm ở dưới nhà bếp ấy, cơm thừa để lên cho chúng nó ăn đó. Thì cho nên là chúng nó rất là béo và nhiều thức ăn nha mọi người nhá. Nhiệm vụ của Quỳnh là ngày nào cũng đi xuống nhà bếp để xin. Đây nhà bếp thì ở dưới kia nha mọi người, nhà bếp ở dưới kia. Thì cái chỗ chuồng gà này mình mới làm được cái chỗ chuồng gà này. Xây sân chơi của gà đấy. Đấy, đây là cái sân chơi của gà nha mọi người nhá. Sân chơi cho gà. Hôm vừa rồi hai vợ chồng mới làm lên để cho nó ra ngoài này nó chơi, nó tắm nắng. Chứ không thì nhốt gà ở trong chuồng không nó rất là bức bối. Ngày nào nó thấy hai vợ chồng ra cho ăn thì nó cũng cứ đạp chuồng nó đòi ra mọi người ạ. Đấy. Review cho mọi người ít một chút về cái chuồng gà hôm vừa rồi hai vợ chồng làm được cái sân chơi. Còn đây là hai anh chị chó rất là hứng thú khi mà mỗi lần mà Quỳnh xách cái xô này về. Quỳnh để riêng cho hắn ở bên ngoài kia rồi chứ, các đồ ăn của chó Quỳnh để riêng ra rồi chứ, mà cứ thích ra đây ăn với gà ấy. Cứ thích ăn với gà. Còn chỗ ngô hôm vừa rồi mình với Antonio chồng ra đây mọi người này, nó cũng đã lên được khá đều rồi. Thì anh chó đực này, chỗ này là chuyên ra chỗ nằm ngủ của anh chó đực mọi người ạ. Phải chừa cho anh chó đực này một chỗ để nằm ở chỗ này, chứ không là anh trèo lên trên này, anh đào, anh nghịch như mọi người nha. Đó. Cái chỗ ngô này mình trồng như thế mà vẫn bị chim nó đến nó ăn mọi người ạ. Mình phải bỏ cái áo của mình ra đây để mình đuổi chim này. Với lại là ban đêm thì vẫn bị chuột đến cắn nha mọi người nha. Bị chuột nó cắn, đây này, những cây ngô như thế này là bị chuột cắn đây này. Nhưng mà mình không dám đánh bẫy chuột vì sợ chó nó dẫm vào. Đấy, những cây này bị chuột nó cắn này. Thì mình phải trồng mỗi cây mà nó cắn này thì mình phải trồng cây khác vào mọi người ạ. Nói chung là những cây nào bị cắn rồi thì chịu thôi, còn mình trồng thêm thôi. Chứ chưa giải quyết được gì nhiều vấn đề gì ở đây. Đấy, mọi người trong công việc của Quỳnh mỗi buổi chiều nhá. Trong hôm nay phải ăn no đã, để tối hắn mới ngủ được hết. Tất cả đủ ngủ được hết, mình cũng yên tâm hơn. Đây, chuồng gà, mọi người trông chỗ gà con này. Với lại gà to, trông cũng khá là đẹp nha mọi người nha. Gà thì có 9 con gà con. Bữa vừa rồi ấp được 11, 12 con nhưng mà bị chết mất một con. Thế xong cho các bạn nhà bếp 2 con. Còn lại ở đây chúng ta nuôi. Chúng ta nuôi 9 con. Còn có 3 con gà mái, một con gà trống, nhưng mà hai con kia phải nhốt lại, thả ra thì hay đánh gà con quá cho nên phải nhốt nó lại, trong tí muộn thì mới thả nó ra nhé mọi người ạ. Đấy, bây giờ là công việc của Quỳnh xong rồi, còn lại là công việc của Quyết, là Quyết sẽ phải tưới hết chỗ ngô này, đó, tưới nước hết chỗ ngô này, ở phía trước kia là vừng trước mình với Antonio trồng nữa, và tưới thêm cái chỗ ngô này là ngô lai của Việt Nam với Châu Phi nha mọi người nha, ngô lai, ngô nếp của Việt Nam với ngô của Châu Phi. Thì mình trồng cái ngô này ra ngoài này, đến bữa sau khi mà nó ra hoa nha mọi người nha, ra hoa thì mình sẽ ngắt hết hoa của nó đi, ngắt hết hoa của nó đi để mình cho nó lai tiếp với cái ngô nếp thuần ở Việt Nam mình này, để cho nó lai một lần nữa, cho nó cái tính nó nhiều cái tính ngô nếp hơn, đấy, để cho nó ngon hơn nha mọi người nha. Bây giờ là tiếp tục công việc của mình sẽ đi tưới cây của Quỳnh thì xong rồi. Đây cả nhà xem nhá, đầu tiên là phải xếp thứ tự, chó vàng mẹ ăn trước, chó vàng bố cứ cắn giận các thứ
khi nào chó mẹ ăn chán rồi mới được vào để đến lân nhá. Bởi vì là con này rất là đánh đá, có luật rồi mọi người ạ, có luật rồi, chó như này có luật rồi. Là con kia nó phải ăn trước, con chó đực không được phép ăn đâu, con chó đực chỉ được ngồi ngóng thôi. Bao giờ con chó vàng ăn xong thì đi ra chỗ khác thì con chó đực mới dám vào ăn nha mọi người nha. Ở đây là có luật hết rồi đấy. Nhà này là có luật lệ đấy. Cái cho thành hai nồi thì anh này cũng không được ăn nồi kia. Phải ăn sau. Nói chung là tính là nhà phải có nóc. Chấp nhận thôi. Đấy, chấp nhận nha mọi người, số phận đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ phải đi tưới cây mọi người ạ. Mọi người sẽ xem mình tưới cây như thế nào nha mọi người nha. Đây mọi người ạ, đây là bây giờ là quyết đi tưới cây mọi người ạ, tưới ngô nha. Đây là công việc hàng ngày không thể thiếu được của mình. Ngày nào cũng phải bắt vòi ra đây và để cho nó chảy vào cái luống này, cho nó chảy dọc luống để cho nó ướt các cây ngô nha mọi người nha. Bởi vì là chỉ có thể chảy dọc luống như thế này nó mới tiết kiệm nước và nhanh nha mọi người nha. Nếu như mà múc từng xô một để đổ lên trên này thì rất là lâu. Mặc dù là múc từng xô một thì tiết kiệm nước hơn, nhưng mà rất là lâu, mình không có nhiều thời gian. Nên mình cho chảy ở luống này thì nó chỉ ướt ở luống này thôi. Trên này đất vẫn khô mọi người ạ. Đây là một cách tiết kiệm nước của mình nhé. Nếu như mà tưới ấy thì không đủ nhiều nước để tưới đây. Diện tích cũng khá là rộng đấy các mọi người ạ. Mặc dù tưới như thế này thôi nhưng mà một ngày, một buổi chiều là mình đã mất gần một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ đấy, là tưới hết chỗ ngô này luôn đấy. Là phải trông cho nước nó khi mà nó chảy đầy luống này là mình phải chuyển luống mà. Đấy, đây là cách tưới nước của mình nha. Đợi cho nó chảy hết một loạt này. Đó. Gà thì chí choe đánh nhau, con thì đánh nhau chí choe, rất ồn ào. Mọi người nhìn này. Nằm rất là ngoan ngoãn, mắt thì hướng về đằng này. Đấy, chị vàng cứ yên tâm ăn thôi. Không đánh nhau nhá. Không hề đánh nhau. Có mà dám ấy, đến chị vàng cắn cho thì thôi rồi. Chạy mất xác. Đây mọi người này, trong này bây giờ vừa nhoàng phát là mình đã tưới ướt hết hai chỗ này rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển để tưới về phía trước kia thì ở đây mình có vòi sẵn rồi. Bác vòi đã sẵn rồi. Đấy, chỉ việc đấu vòi mà thôi. Đấy. Đấu vòi này lên trên kia thôi. Đi, mình lên đằng trên thôi. Hôm nay công việc của anh Quyết nó bắt đầu sớm hơn mọi hôm một tí. Đúng rồi. Mọi hôm còn đi ra ngoài. Mình chưa làm gì cả. Cho nên là hôm nay mình có thời gian ở nhà sớm, mình bắt đầu sớm hơn. Chứ mọi khi là mình tưới từ lúc 7 giờ tối, xong này đến tận 8 rưỡi tối mới xong. Mọi người xung quanh đến 8 rưỡi tối mới xong hết chỗ rau này nha. Đây này mọi người, cho Quỳnh quay xuống đây cho mọi người cho. Vâng. Ở chỗ trên nhà mình đây, chỉ cần đất ẩm thôi là rau cải nó tự lên mọi người ạ. Đây, rau cải tự lên này, chỉ cần đất ẩm thôi nhé. Đây là rau cải đấy. Đó, rau cải đấy, bởi vì là những cái mùa trước mình trồng rau cải ra đây thì nó rơi hạt ra đây mà. Cho nên là bây giờ cứ có nước là nó tự lên thôi. Ở trên này nhà mình hầu như không cần phải trồng rau cải nếu như có nước nha mọi người nha. Đây toàn là rau cải con đấy. Đấy, một vườn này nếu như mà bơm nước cả vườn này thì cả vườn này sẽ lên rau cải nha mọi người nhé. Thế cho nên là mùa mưa, đến mùa mưa ở trên vườn nhà mình không cần phải trồng rau thì rau cải nó vẫn cứ lên rất là tốt. Đấy. Đấy, vừa bơm nhoàng cái thì nó đã đến đầu đằng kia rồi, đằng kia là đầy rồi. Đó. Thì khí hậu thời tiết thì rất là phù hợp để mà rau cải lên rồi, nó chỉ thiếu nước thôi. Thế nên là khi nhà mình bơm nước vào là rau cải lên luôn. Đó. Đồng này đầy rồi anh ạ. Đầy luôn, đầy ứ luôn. Anh Quyết lại làm tiếp đến dọc thứ hai kia. Review cho mọi người xem một chút cái chỗ rau vừng, hạt vừng hôm vừa rồi Antonio gieo. Hạt vừng Antonio gieo thì lên rất là đẹp mọi người ạ. Đây. Lên rất là đẹp, là rất vừng, là nhiều. Vừng trắng nha. Vừng trắng, đây là vừng trắng nha mọi người nhé. Nhưng mà bên phía mình gieo thì rất là ít. Bên mình gieo ít nên là mọc rất ít mọi người nhé. Mình ra bên kia kìa thì mọc lên rất là ít nha. Đây, mình đi sang bên đấy đi. Đây, bên mình gieo ở phía bên này thì nó chẳng lên mấy mọi người ạ. Nên rất là ít thôi, nên rất là kém. Đó. Không lên được mấy, bởi vì mình gieo thưa quá. Thưa, thưa. Ừ, nhưng mà để đợi nó lên xem thế nào nhé.
Nói chung là học trò mà hơn thầy mọi người ạ. Học trò hơn thầy. Đấy, mọi người để ý xem là mỗi lần mà mình tưới cây không bao giờ thiếu chị Vàng. Mỗi lần mà mình ở ngoài vườn không bao giờ thiếu chị Vàng luôn. Khả năng là đứng đây để ở đây quanh quanh để kiểm soát mình làm với mọi người ạ. Quanh quanh đây nhưng mà cũng ý thức phết, em chưa thấy dẫm đạp vào cây ngô nào đâu. Nhưng mà chỗ này này, ngô ở đây thỉnh thoảng vẫn bị chuột cắn đấy mọi người ạ. Đây này, những cây này là bị chuột cắn là mình phải dặm thêm vào này. Tí nữa mình phải dặm thêm cây khác vào nha mọi người nhá. Ekeli tipu angolano no ten. No, no ten. Depois ele cresce você vai ver, ya? Vai ver quando ele cresce. Come? Dai sim, também come. Sim, também come. Mọi người để ý mọi người xem nhá, mình nói không sai tí nào nhá. Khi mà chị Vàng ăn xong, chị Vàng ăn xong thì anh chó đực mới được vào ăn nhá mọi người nha. Đấy. Nói chung ngoan ngoan ăn đấy. Mà gia đình nhà chó này nó phải có nóc. Đấy, nó có nóc thì nó mới ấy được. Khi mà chị Vàng ăn xong đi thì anh chó đực mới vào được ăn. Còn mấy anh gà kia thì phải đợi khi nào bọn gà con ăn xong mình mới dám thả ra. Vì các anh ấy ra thì là gà chạy túi bụi, gà con chạy lấp luôn, chạy chui vào hang ngay. Hang này hung hãn lắm. Bây giờ hai ông bà này giờ mới được giải phóng. Hai ông bà này hung hãn lắm, toàn ra là ăn thì ít mà đi chọi nhau thì nhiều. Ừ. Ăn thì ít, đánh người khác thì nhiều. Úi dồi, gà trống oai lắm. Cơm ở trên đĩa thì không ăn, để bơi bới. Đấy. Thôi gà con ăn cũng no rồi, có gì thì thôi đi ngủ sớm vậy. Thôi đi ngủ sớm. Đấy, gà con này mọi người xem này. Trốn vào trong đấy, trốn vào trong hang. Kẻo gặp anh gà trống này anh ấy đánh. Này Antonio nên đứng bên làm gì? Bỏ ta đi. Hey, ok, buổi tối nuovamente. Ok. Yeah, Antonio Pala, chào pessoal. Okay. Okay. Xin chào Việt Nam, xin chào mọi người. Ok. Aqui tá bonito. Tá bonito. Obra tá muito bonita, tô gostando. Cún. Muito bonita. Cún. Mày. Cho ăn đòn bây giờ đấy nhé. Cuidado, em đi vai mó đều ấy. Não tá parecendo. Bonito. Bonito, né? Bonito, água aí de uma vez. Doutor, é meter mangueira, tá reposar. Reposar, sim. Água aí, tudo foi. Sim, tem que fazer depois assim. Tirar, meter mais aí, reposar. Mas vai. Também que tá gastar, bom. Que gastar de... Água. Não, gastar de... Mais uma horas. Mais uma hora. Uma hora. Sim, mais uma hora. Tá vendo? Gastar mais uma hora. Não, tá, tá, que? Trazer para ali, fazer o quê? Bar de... aquele... O neto deixou lá na baixa, esqueceu de meter no carro de mão. Ah, é? Sim, eu peguei. Maria já foi com outro bardo, então peguei e trouxe só já. Ah, ok. Para não ficar lá. Ok. Yeah. Hoje você chega aqui para quê? Vim aqui porque vim. O objetivo é buscar chuchu. Ah. E também visitar a obra que temos aqui. Ok, e ok. Visitar a casa. Ok. Yeah. Foi no, fazer adubo, né? Sim, estava no adobo. Ok, ok. Okay. No adobo, fiz o adobo e amanhã termino. Ok, a massa. Ok, ok. Yeah. Antonio, nên đi xin chuchu mọi người ạ. Ui. Tá bom. Vamos com o meu pneu, vai ver. Manda pra já com a gente. Tá bem. Antonio hóa ra là hôm nay Antonio lên trên này để xin susu mọi người ạ. Chắc hôm vừa rồi ăn susu xào ngon và chắc là nên xin susu về xào cho vợ ăn đây. Bảo lên thăm xem là vườn ngô thứ của mình làm thế nào. Ta về Antonio, ta về aquí. Por di que é rato ou passar o nicomé. Você tem que falar. Quando é nicomé, eu planto outra. Aqui também, você vê aqui. Essa é a que também gosta, come. Essa aqui também que seria que é kobe. Quando tem água, kobe tudo cresce. Depois só capina, fazer capina, já tem kobe comer. Tá onde tem água, kobe.
Dạ, vamos ok, tira susu ya. Tá bom. Tira susu. Libera susu de Antonio, mọi người ạ. Trazer balde, vou meter balde, ya. Ah, yeah. Como assim se você trazer balde? Yeah, tá bom, tá bom, tá bom. Đấy, Antonio lên Neto để quên cái show cuối cùng là đi lên xin susu thì có ấy ngay. Neto não sabe. Đi, đi bẻ susu đây. Cho mọi người xem là gà đánh nhau ấy. Quero muito. E também ele assim dá para guardar para comer outro dia. Se sobrar, sim, se é muito. Essa vai guardar para o máximo dia. Quantos dias? Mas você gosta mesmo do susu? É muito, muito. Ah, é maravilhoso. Então por isso vim. É por isso vim para porque é. Susu lá na lavra não pode faltar. Ok. Não pode faltar. Uh-huh. Se calhar só vou começar a fazer, passo dois dias, o de três tem que comer. Okay. Dois dias, de três, comer. Ok, então yeah. Você dá Maria, ela prova. Yeah, yeah. Maria prova, ela vai gostar muito. Rất là nhiều susu mọi người, trưa nay Quỳnh đã bẻ rồi. Nên é bom, é bom, é bom. Trưa nay Quỳnh bẻ cũng khá nhiều susu rồi đấy. Esse? Tem dois tipos, né? Esse é mais azul, né? Yeah, esse é mais azul, esse é verde alface. Yeah. Fora de alface. Đấy, nó gác ở trên cây rất là nhiều mọi người ạ. Nhiều lắm, còn những cái quả con này nữa này. Đó, nhiều quả con này. Essa também. Oh, có một con này nó đang casca. Đang chích. Con de pequeno. Sim, pequeno, NG, muito mono, nem precisa casca. Casca, casca, ok. Nem precisa casca. Só essa grande casca. Essa ele, porque ele fica mais querido. Casca. Ok. Essa okay. Quando ele que fica mole, nem precisa casca. Já entendi muito bem. Ok. Para bom entendedor, uma palavra é basta. Depois vou deixar aqui. Uma para você plantar. Ah, vou guardar aqui. Ele fica mais que velhinho. Yeah, eu vou ser minha já. Vou plantar na lava. Também fazer aquela assim. Yeah. Oh, hình như hết rồi. Trưa nay Quỳnh bẻ nhiều quá sao ấy? Não, tá bom. Essa quantidade chega. Chega? Yeah, chega. Ok. Esse pequeno deixa crescer mais. Vamos comer outro dia. Pode comer essa, depois outro dia ele vai dar muito. Oh, essa também. Sim. Quando tira, dá muito. Uhum. E essa boa está tirada. Né? Tá. Ok, né? Mostra para a pessoa ver. Aqui Antonio. Temos o chuchu e eu levo para casa. Uhum. Eu vou preparar e dar na Maria e todas as crianças para provarem e comerem. Ok. E eles vão sentir o sabor. Essa. Também comer, né? A folha. Dessa? Não. Só o pau. Essa? Sim. Também comer. Também frita. Primeiro ferve? Não, nem precisa. Ah, frita. Conforme essa. Ah, pode, okay. Só essa só. O fresco, mais mole. Sim, assim tá bem. Tira essa, né? Yeah. Para que... Também frita, igual essa. Também comer mais boa. Yeah. Ainda não comemos. Tá. Essa depois ele cresce muito, vamos ter rama, essa rama, né? Yeah. Comer de rama, essa. Yeah. Também, hoje você também pode provar essa junto com essa. Yeah. Para comer. Yeah. Tudo essa rama, fruta, comer. Yeah. Não é só fruta. Sim, porque também o que tem mais vitamina é essa. Sim, mais vitamina. É essa aqui. Ok, ok. Yeah. Tá bom. Tá bom. Pode essa. Hết chưa? Rồi. Đây quả này okay. Có hai luôn không này? Acho que é o suficiente, doutor. À, đây á. Ok. Được rồi, hết rồi. Mais um. Tá bom. Ok. 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 É, chega, né? Yeah, chega. Muito. Vừa vẻ thêm được hai quả. Olá, muito obrigado. Em língua Vietnam, come on. Ok, come on pelo chuchu. Ok. Vou levar pra casa pra mostrar a família.
Eles habituam, não é assim? Okay. Tem que habituar pouco a pouco. Okay. Eles vão provando pouco a pouco. Mas desse, vão gostar muito. Assim, muito vitamina. Bạn ăn susu hai bữa là bạn thích rồi đấy. Lần này về làm cho vợ. À, cho Antonio xem. À, Antonio, về aqui. Esse que, sabe? Vem aqui, vem aqui. Vamos dizer. Esse aqui. Aqui. Aqui é Angola, tipo, já vi isso. Angola não tem? cuidado, não vira. Não sabe? Não sei. Pensa bem. Você tem, aqui tem. Aqui Angola não tem muito, sim, é pepino. Oh, primeiro ele dá pico. Sim. Depois o pico desaparece. Sim. Oh. Antonio không biết cái quả dưa chuột to như mọi người nhá. Chỉ biết quả dưa chuột to thôi bởi vì ở đây là chỉ mua về chợ. A flor. Mas ele não tem pico. Yeah. Okay. Ah, primeiro pico. Quando tá pequeno assim? Sim, tá aqui também. Tá bem. Tá dando muito pico. Yeah, quando o pico começar a desaparecer, doutora me fala, pra mim vir apreciar é o pico a desaparecer. Đấy thì cái Antonio không biết quả dưa chuột bé đâu. Chúng ta phải về xe là kia. Era o pico. Tomate e planta aqui também da fruta. Muito grosso. Đấy, này mọi người cho Antonio xem này. Ngày xưa cà chua mình trồng đây luôn. Đây. Ta về. Muito grosso. Ele, doutor. Sim. Eu vi lá também, conforme está os paus que meteram. Ele não pode pousar no chão. Essa não pode depor no chão. Pois, por isso que ele tem metido assim os paus. Precisa ir cama. Bom, mas se fazer a cama, ele fica em cima de cama. Aqui você pode essa pau, fazer a cama. Liga tudo cama. Ele fica na cama. Não pode deixar, fica no pau. Tomate pousar no chão. Fica no chão, ele essa vai estragar. Yeah, frusta vai estragar. E então ele também não dá que. Não dá frusta. Ok. Daí Antonio hỏi là cây cà chua nào cũng phải cắm cái dàn, cái que này à? Thì mình bảo là phải, tốt nhất phải làm cho dàn để cho nó nằm trên dàn ấy thì nó sẽ đưa nhiều quả hơn mọi người ạ. Đấy, Antonio cũng hỏi. Essa passaru come? Come assim mesmo grande. Essa grande pássaro não come. Mas essa pequeno tá sempre a comer. Sim, tá sempre a comer assim. Come. Pássaro come. Tá vendo? Ele come tudo. Come tudo. Aqui mesmo que tá bom para meter aquele fio. Se pássaro não come, ele cresce assim. Sim, já não come mais. Cresce assim. Mas aqui pássaro come. Yeah. Mais. Đây cái chỗ củ cải mà mình với Antonio trồng ấy thì chỗ nào mà chim ăn thì coi như là không vấn đề gì à, thì là không lên được, nên rất kém, mà chỗ nào không bị chim ăn thì nó đã lên rất là tốt mọi người ạ. Đấy, chỗ nào không bị chim ăn đấy, chủ yếu là buổi sáng vợ chồng đi làm thì không trông được chim, mà thế là chim nó gan đấy. Essa que tipo de feijão? Feijão thì feijão que verde. Verde. Đây ở chỗ này mình trồng cả đậu, với lại là có trồng cả thêm dưa chuột mọi người ạ. Đấy, Antonio lên này, thấy lạ là cứ hỏi. Thấy sao? Cũng phải trồng quá. Aquele também pepino. Tá vendo? Aquele tá quantos meses? Aquele? Sim. É, 3 semanas. 3 semanas. Quando você... Pepino. E de que germe, que subiu, tá quantos meses? Depende, não sei, mas ele vai dar fruta, essa começa, essa já 3 semanas, já dá fruta. Aquele também já... 3 semanas. Sim, de sair de terra até assim. Até assim 2 semanas? Sim. Mas onde tem muita água ele cresce, aqui tem, essa também tem pouca água, ele não cresce igual essa aqui mais boa, tem água. Também ele gosta muito da água. Também gosta muito da água.
Đấy, những cây nào mà bị rệp là nó bị rụt không lên được mọi người. Đấy, giới thiệu cho Antonio một chút. Ê, ¿qué te come que COVID? Sí. Esa no es COVID China, que es COVID Vietnam. Otra. No. Ainda no tem. No tem. Então quer ir? Sim. Vou tirar um pouco você para comer, já. Đây, cho thêm một ít nha. Rau cải nữa. Cho thêm một ít rau cải nữa. Cô vi tira xin é boa, já. Essa aqui é aquela que dá flor rápido. Como? Eu já falei você uma vez. Quando você não cuida bem, ele vai dar flor rápida. Aquela ali não cuidou bem. Sim, aquele não cuida bem. Essa com ele. Sim. É um tempo, igual tempo. Mas essa é aquele da flora. Essa ainda não. Tá vendo? Ele dá grande. Đấy. Cho thêm một ít cải nữa. Cây cải này to này, cây cải mọc lạc đấy mà to này. Essa ali é onde tem que de strumbo. Sim. Onde tem strumbo e tem água, ele cresce assim. Por que eu meter aqui strumbo, essa parte ele cai aqui, ele cresce muito. Ele não dá flora. Tá vendo? Onde você meter, ele tem água e tem strumbo, ele vai crescer grande. Sim. Não é da flora rápida. Aquele da flora rápida. Porque e é o mesmo tipo. Sim, é o mesmo tipo. É o mesmo tempo. Tá vendo? Já entendi, né? Sim. Daí, Antonio... O girassol que... deu assim. Ou é que? Girassol. Ah, olha bem grande. Sim. Ngạc nhiên cả cây ấy. Nói chung là ông này cái gì cũng ngạc nhiên. Esse mesmo tipo daquela que tava ali. Sim, é o mesmo tipo que tava ali. Ông này cũng ngạc nhiên cả cây hướng dương nhà mình nữa. Cây hướng dương đợt trước Antonio đến nó còn bé tí. Giờ thấy nó to. Tem água. Ele cresce mais 2 metros, ou mais passar 2 metros. Florada grande. Isso mente, pode comer. Mais de criança. Você, depois você vai ver, ele vai dar bem flora. Mais de criança. Vai bem. Porque aqui eu rega couve. Ele também tem água. Bem. É problema de água e estrumo. Estrumo. Ah. Quando você cuidar bem, ele vai crescer bem. Já. O milho também ali está. Sim, o milho também. Quando você vê, depois você vai ver. Bem. Mới hôm trước Antonio lên trên này mọi thứ nó vẫn còn đang bé tí. Mới bắt đầu gieo hạt mà. Sim, sombra tipo planta tipo Anino quero muito sol. Entende? Essa aqui Antonio cava planta aqui tipo meio. Tipo meio de Việt Nam, Angola. Angola, Việt Nam, Italy, Grèce. Mai de Angola, Pai, Việt Nam. Mai de Angola. Đấy, được rồi. Em xin cô vì cô sẽ về. Em muốn tu bò. Nói bò. Em bò. Grèce bánh bò. Đấy, xin chào nha mọi người nha. Hôm nay đang tưới cây ở nhà thì ăn. Ủa, tôi cheiro. Já tá da onda de comer por assim. Đấy, hôm vontade já de comer assim. Hôm nay là đang tưới cây thì Antonio nên xin Susu tiện thì hái cho bạn ít cái rau này luôn các bạn ạ. Thì
Ở video hôm nay chắc là kết thúc ở đây thôi. Agora, Antonio ơi. Esse tem que entrar num saquito de vidro da terra para não sujar o chuchu. Tirar assim, tá bom. Tá vendo? Yeah. Được rồi, thôi video hôm nay kết thúc đây nha mọi người nha. Xin chào mọi người nha. Xin chào. Đấy, Antonio hôm nay lên xin su su được thêm rau cải. Chin chong, come on. Cảm ơn. Ok, Vietnam. Ok, ok. Yeah. Asam Mutubo. Được rồi, đây, bây giờ kết thúc video đây để cho bạn đi về đi cũng chập chập tối rồi. Với lại mình tưới cho nốt xong cho rau nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video rất nhiều nha. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video nha. Xin chào tạm biệt. Rồi, xin chào, xin chào. Rồi. Ok. Chào nè. Ok. Xin chào mọi người. Ok, ok. Ok.